hôm nay là cuối tuần, ngày cuối tuần cũng như là sắp sửa cuối năm âm lịch rồi, lại gặp cô Thanh Trần của BNT Insurance. Cô Thanh Trần thì cũng mới xuất hiện trên phố Bosa TV cách đây không lâu, nói về vấn đề liên quan tới Obamacare. Hôm nay lại gặp Thanh. Chào anh Lân, chào phố Bosa TV. Hôm nay một lần nữa lại gặp gỡ khán giả phố Bosa TV. Được biết là chương trình Obamacare rất là bận rộn, mà hôm nay lại thảnh thơi đi uống cà phê là thế nào? Dạ thưa anh, thật ra chương trình Obamacare vẫn còn tiếp tục và tụi em vô cùng bí gì, cho nên hôm nay em phải xin chủ off một ngày. Bởi vì ngoài cái giờ mấy 8 tiếng làm việc, mấy chị em tụi em cũng phải là ở lại làm việc đêm. Bởi vì thật ra ngoài những cái quảng cáo trên những chương trình khác thì tụi em cũng không ngờ là cái sự phản hồi từ phố Bosa TV cực kỳ khả quan. Ngay sau khi 2 tiếng đồng hồ mà cái clip về Obamacare nó được post lên YouTube thì độc giả, khán giả khác nơi, kể cả tiểu bang khác gọi tới tấp. Và 3 ngày sau là em nhìn lên cái lượt view của trên phố TV là gần 3.000 lượt view. Cái lượng khán giả mà gọi từ trong tiểu bang, ngoài tiểu bang để hỏi Obamacare cực kỳ nhiều, rất nhiều. Nhân đây em phải cảm ơn phố TV, cảm ơn anh Vũ Hoàng Lân. Tụi em chính thức tôi cũng không ngờ được là cái hiệu quả rất là khả quan từ phố Bosa TV. Cảm ơn anh. Cảm ơn Thanh rất nhiều cho cái tin cũng gọi là vui đối với phố Bosa TV. Chắc có lẽ là cái chương trình Obamacare là cái vấn đề bà con hiện nay đang rất quan tâm, do vậy cái sự phản hồi nó cũng cao. Biết rằng là ngày hôm nay là ngày nghỉ của Thanh, nhưng mà chắc là phải tiếp tục nói về Obamacare. Obamacare thì cho tới hiện nay nó như thế nào rồi Thanh? Dạ thưa anh, cái chương trình Obamacare vẫn tiếp tục, nhưng mà thật ra cái lượng khách mà sau khi mà họ ăn Tết Tây hoặc là sau khi mà họ nghỉ lễ rồi thì họ đăng ký cực kỳ đông, cho nên cái process nó lâu hơn, ngay cả cách làm việc của các hãng bảo hiểm cũng lâu hơn. Do đó cho nên nhân đây em cũng khuyến cáo mọi người, nếu ai chưa đăng ký trong chương trình Obamacare thì vui lòng đăng ký càng nhanh càng tốt. Nếu mà trong tháng 2 mà chưa đăng ký thì em e rằng sẽ không kịp. Bởi vì cái lượng người đăng ký đông rồi, một cái quá trình mà từ lúc mình nhận thẻ Medicare hay là mình nhận cái bill của các hãng bảo hiểm rất lâu, rất lâu. Cho nên quý vị phải rất lưu ý giờ này, cũng phải kịp cái thời hạn. Nó vẫn là 31 tháng 3 năm nay. Nếu như quý vị không có cái thẻ Medicare hoặc là một cái bảo hiểm sức khỏe nào đó thì quý vị vẫn bị phạt. Cho nên mình cố gắng lưu ý điều này, đừng quên tới chuyện Tết nhất mà quên đi cái chuyện đăng ký bảo hiểm sức khỏe cho quý vị. Một lần nữa Thanh nói về phạt thì sao? Dạ thưa anh, cái mức phạt thì như clip trước em đã nói thì nó là 1% hoặc là trên income hoặc là 95 đồng trên một người, cái nào cao lấy cái đó. Nhưng mà qua cái quá trình làm việc của tụi em thì tụi em nhận thấy một điều, trong hai mươi mấy cái giá bảo hiểm mà các hãng bảo hiểm đưa ra thì cái giá thấp nhất của họ đôi khi với một số người có thể là cái tuổi nó cao hoặc cái income họ cao cho nên cái giá nó cao. Nhưng tụi em lưu ý thấy rằng là nếu cái giá bảo hiểm thấp nhất ở đó mà nhân với 12 tháng, lúc nào cũng rẻ hơn 1% cái income của họ. Cho nên quý vị đừng có nghĩ là quý vị trốn được cái phần thuế đó, không tránh được đâu. Dù sao mình mua cái giá thấp nhất vẫn better hơn là mình bị phạt 1%. Qua cái kinh nghiệm làm việc của tụi em thấy như vậy. Cái chương trình mà người ta bỏ ra nhiều triệu để mà nghiên cứu có lẽ là nó phải chặt chẽ hơn là mình nghĩ. Chạy chờ chắc là không có khỏi nắng. Một trong những phản hồi mà phố Bosa TV nhận được, không biết từ phía chị như thế nào, nhưng mà chúng tôi cũng nhận được một số phản hồi cũng như là thắc mắc của khán giả. Mà một trong những cái điểm đó là Obamacare như vậy thì sau khi ông Tổng thống Obama mãn nhiệm kỳ có thay đổi gì hay là nó có chấm dứt hay như thế nào? Dạ thưa anh, em muốn nhắc lại lần nữa là có rất nhiều khách hỏi rằng là sau khi mà Tổng thống Obama hết nhiệm kỳ thì cái luật này còn hay không? Tại vì có một cái sự nhầm lẫn là chương trình này mang tên là Obamacare. Nhưng thật ra em muốn nhắc lại lần nữa, đây trở thành một cái đạo luật mới của nước Mỹ và nó vĩnh viễn sẽ là có thể nó được sửa đổi một chút xíu để nó có vẻ hợp lý hơn, công bằng hơn. Nhưng mà cái luật nó đã trở thành luật chính thức, cho nên dù cho Tổng thống Obama hết nhiệm kỳ hoặc là có thể có những cái sửa đổi khác thì cái luật này vĩnh viễn được ban hành, quý vị vẫn phải tuân theo. Có thể mỗi năm cái income của các bạn được thay đổi thì cái giá bảo hiểm nó có thể adjust lại một chút xíu, nhưng mà toàn dân phải có bảo hiểm sức khỏe, đó là luật. Chương trình phố Bosa TV phát ra là mọi người trên các tiểu bang đều xem được cả. Không biết là ở các tiểu bang khác nhau thì cái sự áp dụng của Obamacare
đối với các nơi khác nhau nó như thế nào? À, dạ thưa anh, thật ra như cái clip trước em nói thì tụi em đã học qua được training về chương trình Obamacare rồi. À, những cái cách thức cũng như cái luật lệ đều đờ xem giống nhau hết. Chỉ có là cái mức qualify về income có thể mỗi tiểu bang khác nhau. Những cái tiểu bang mà nó có cái mức thu nhập cao hoặc là cái đời sống họ cao hơn thì có cái giá biểu, cái giá income nó khác nhau. Rồi với lại trong cái phần mà những cái công ty bảo hiểm sức khỏe mà ký hợp đồng với Obamacare có thể khác. Ngoài bốn cái hãng chính là Anthem, Kasai, Lucille, Lucos, Helnet. Ngoài những cái hãng đó thì có những cái hãng bảo hiểm khác của tiểu bang nó cũng tham gia chương trình định đó. Và nhân đây em cũng muốn nói với lại các cô bác anh chị, nếu mà đăng ký vô chương trình Obamacare, nếu các bạn qualify vô cái phần mà được coverage thì coi như các bạn phải lưu ý rằng là các bạn có thể có từ 20 mấy tới 30 cái giá khác nhau, không phải là chỉ một giá. Thành thử các bạn có thể lựa chọn rất nhiều cái giá, không phải lo lắng gì hết. Mặc dù là những cái thông tin này rất là hữu ích cho người xem, khán giả của Phobosa TV, còn muốn hỏi nữa nhưng mà thôi, cái ngày hôm nay là được biết là ngày nghỉ hiếm hoi của Thanh, thành ra là không, sẽ không hỏi nữa. Nhưng mà trước khi chấm dứt thì Thanh có những cái gì mà muốn nhắc nhở thêm cho bà con về cái vấn đề Obamacare như thế này? Thưa anh, có một điều mà đầu tiên là em cảm ơn các cô bác anh chị, nhất là khán giả của Phobosa TV đã ưu ái lưu tâm tới công ty P&T Insurance của tụi em. Nhưng mà thật ra có một điều em phải sorry là sometimes cái lượt khách tới công ty tụi em cực kỳ đông, do đó cái thời gian mà tụi em phục vụ bà con cô bác á, nó hơi bị căng thẳng. Đôi khi hết giờ làm tụi em phải đóng cửa rồi làm tới 11, 12 đêm, thậm chí có các chị em phải mang về nhà làm 1, 2 giờ khuya. Tại vì cái website của Obamacare nó khi thì on, khi thì off. Do đó một vài các cô bác anh chị từ tiểu bang khác mà gọi tới văn phòng, tụi em khó lòng mà phục vụ cách chu đáo. Thì nhân đây tụi em xin thưa là các cô bác anh chị ngoài tiểu bang có thể liên lạc với tụi em qua trên YouTube hoặc là trên Facebook của Phú Hoàng City TV. Tụi em sẽ trả lời từng người một cách cặn kẽ. Chứ còn nói qua điện thoại á, đôi khi tụi em có khách trước mặt cũng khó lòng, mong các cô bác anh chị thông cảm. Hay là cứ lựa mà thời gian mà không còn ở trong phòng để mà đón khách đó, tức là từ khoảng từ 6 giờ chiều tới 6 giờ tới 12 giờ tối gọi được không? Dạ thưa, thật ra cái giờ mà sau 6 giờ là tụi em cũng đóng cửa để làm tiếp những công việc mà đăng ký cho các cô bác anh chị. Nhưng sometimes tụi em cũng về nhà, thành thử ra tốt hơn là các cô bác anh chị nên lên trên YouTube hoặc là tụi em có thể trao đổi ngay trên Facebook của Phố Anh TV. Đây là lời nhắn gửi các cô bác anh chị ở các tiểu bang khác. Tụi em thật sự rất muốn phục vụ các cô bác anh chị ở tiểu bang đó, nhưng mà cái thời gian làm việc tụi em không có cho phép. Sau cái sự phản hồi rất rất là tích cực ở Phố Anh TV thì cái lượng khách tụi em cực kỳ đông, cho nên là các anh chị cô bác cứ lên trên Facebook của Phố Anh TV hoặc lên YouTube, tụi em hứa là sẽ trả lời từng trường hợp một cách cặn kẽ nhất. Gần dịp mới rồi thì em là Thanh Trần xin chúc khán giả Phố Hoàng TV, chúc những khách mà đã từng làm việc với công ty P&T Insurance tụi em một năm mới an vui, hạnh phúc, khỏe mạnh, làm việc thăng tiến và nhất là an toàn trên mọi nẻo đường, bình an trên sức khỏe mình, hạnh phúc, vui vẻ. Dạ, em cảm ơn.